sẽ thêm cười, bạn bè từ khắp nơi nơi quay về chào đón trong ngày vui tiếp tha. Từng ngày cùng chi nữa ai ơi, hòa mình cùng vui xuân hôm nay. Cùng đời tuổi trẻ chúng ta luôn nhiều mơ ước tương lai tìm ra người. Anh nhìn ngắm khắp nơi đây, bạn bè đến qua đông vui. Xuân sẵn nơi hát tiếng ta cùng đàn nhịp trong từng bước thật tình vui. Để bỏ giữ giữa lung linh, nào cùng tất tiếng ta bạn, nào cùng nhau hay vui trong lần đất lỡ ta quen nhiều bạn bè. Ôi mùa mang đến bất ngờ. Các bạn đang đến với chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ. Thưa quý vị, Hội Ngộ Bất Ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của nhãn hàng Diana. Hy vọng bất ngờ, hội ngộ sẽ mang lại nhiều niềm vui. Thưa quý vị, Hội Ngộ Bất Ngờ với hai đội chơi đó là đội A được mang tên là đội Tamix. Đội B đó là đội Nhi Nhảnh. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng đến với phần tự giới thiệu của hai đội. Xin mời đội trưởng của đội A. Đội Tamix xin chào toàn thể quý vị khán thính giả. Đội Tamix chúng tôi hôm nay đến với chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ với thành viên như sau. Bạn đứng ngoài cùng là Đình Hoàng với biệt danh là Hoàng Đen. Bạn đứng thứ hai tiếp theo đó là bạn Trường Hải với biệt danh Hải Lưu. Bạn đứng chính giữa ba bốn năm người đây chính là anh Tuấn với biệt danh Tuấn Cá Bôi. Và bạn này là tên rất đẹp là Trần Đức Nhật Luân với biệt danh Luân Phò Má. Và tôi là đội trưởng Tân Tàu. Và chúng tôi, đội chúng tôi đến đây với phương châm là giao lưu học hỏi với hội ngộ bất ngờ. Cảm ơn. Thưa quý vị, và chúng ta cùng làm quen với đội Nhi Nhảnh. Xin mời các bạn. Xin chào toàn thể các bạn. Đội Nhi Nhảnh của chúng mình đến từ trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây là thành viên của nhóm tụi mình. Thứ nhất bạn Quỳnh Ly. Thứ hai bạn Bích Ly. Thứ ba bạn Kim Thanh. Và kế bên mình một cô gái rất là xinh xắn và dễ thương, Ngọc Nga. Và mình là Hạnh Phúc, trưởng nhóm Nhi Nhảnh. Phương châm của nhóm chúng mình đến đây là vui vẻ, hồn nhiên, có duyên.
vị, và bây giờ xin mời các bạn cùng đến với vòng 1 của chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ được mang tên Thử Tài Thi Hát Dân Ca. Bên kia luôn, hai câu luôn. Chiều chiều bước xuống ghe buông, sóng bao như gợn, anh buồn bấy nhiêu. Sông tô nước chảy trắng ngần, con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa. Hey, đường chân chớ dại đi đêm, đường chân chớ dại đi đêm, muốn đò không đắm chớ thêm người vào. Thuyền em chở lưới chở câu, thuyền đâu mà chở hàm râu ông già. Mới có bán mà đã bán thuyền. Ai chèo ghe bí tới nơi, nghĩa vợ tình chồng nặng lắm ai ơi. Lên đình như đã lên đình, chiếc thuyền đại hải giữa trời. Hai câu một lúc nha. Ai làm cho bến xa thuyền, cho chăn xa củi, bạn hiền xa nhau. Tiếp tục luôn. Muốn sang như ngại vắng thuyền, muốn về bến cũ nhưng duyên lỡ rồi. Tiếp tục. Thuyền ai về ngược về xuôi, có về Nam Định cho tôi về cùng. Hey, thuyền về có nhớ bến trắng, bến thì một dạng khăng khăng đợi thuyền. Câu này đã đọc rồi, nếu mà bật đọc lại thì không có điểm nữa. Tiếp tục. Chèo ghe xuống biển bắt cua, bắt cua cua kẹp bắt rùa mà rùa bơi. Yeah. Gương không có thủy gương mờ, thì không có lái lững lơ giữa dòng. Hey, yeah. Thật xanh có Phật chứng minh, cũng con vô thủy ở mình dưới hang, thuyền ai là lững bên bờ, hay thuyền ông lữ đã chờ con vua. Hey, hấp. Xuống thi nhịp bảy nhịp ba, cái thanh hàng chống cho ra đôi lòng. Hey, hấp. Đò từ đông ba, đò qua đập đá, đò từ quỷ dạ, thẳng ngã ba sinh, lờ ngờ. Hả? Khi sang mẹ chẳng cho sang, thì hoàng cấm, bây giờ sao sang? Thuyền ai gặt mái hững hờ, phải duyên thì ghé đây chờ đã lâu. Thuyền bồng chỉ lá về đông, con đi lấy chồng bỏ mẹ cho ai? Yêu nhau giữ lấy lời nguyền, nên đừng sẽ ván bán thuyền cho ai. Thuyền ai lên xuống bến sông, phải duyên phải nợ phải chồng thì vô. Gái khôn tránh khỏi đò đưa, trai khôn tránh lấy vỏ thừa người ta. Thuyền về như bến chẳng dời, khăng khăng một lời quân tử nhất ngôn. Hey, gió đánh đò đưa, gió giặt đò đưa, năm cô lơ lửng mà chưa có chồng. Thuyền anh ở ngàn sông trên mới dìa. Ai đưa em đến chốn này, đò sang bến khác em chờ đợi ai? Kêu như kêu đò. Tiếp tục. Thò tay bước lấy cọng ngò, thương em bước ruột giả, đò mà ngó lơ. Em ơi, giả đò chứ không phải là con đò. À, hết thời gian rồi. Đúng không nào, giả đò khác với lại con đò. Nhưng không sao cả, bạn còn điểm ở những câu khác. Bây giờ thì thời gian qua các bạn đã có những ý đối với nhau tình cờ, ngẫu nhiên, nhưng mà lại rất hợp lý, làm cho không khí Thế Vân sôi nổi và nóng bỏng. Thưa quý vị, bây giờ A hay B sẽ được bình chọn nhiều hơn. Xin mời 60 thành viên cầm bàn phím lên, bắt đầu bình chọn. Thưa quý vị, sau vòng thi này chúng ta thấy kết quả như sau. Nếu như vòng thi thứ nhất, đội 8X được 29 điểm, vòng thi này được 38 điểm. Và đội Nhí Nhảnh, vòng thi này được 22 điểm. Chúng ta vừa hoàn thành vòng thi kiến thức ca dao tục ngữ. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi thử tài biểu diễn. À!
Thưa quý vị và các bạn, trong vòng thi này hai đội sẽ có cơ hội hát một bài hát với một vị khách mời. Và đây chỉ là một gợi ý để các bạn sáng tạo cho phần trình diễn của mình thật phong phú và đa dạng để gây được sự cảm tình của 60 cổ động viên và ghi điểm. Thưa quý vị, bài hát của khách mời hôm nay được mang tên Chân Quê. Và khách mời là một diễn viên hài. Chân Quê với diễn viên hài Anh Vũ. Mời quý vị cùng xem. Hôm qua em đi tỉnh về, đợi em ở mãi con về đầu làng. Khăn nhung quần linh rộn ràng, áo cài quý bấm, em làm khổ tôi. Nào đâu cái yếm lụa rồi, cái dây lưng đuổi đùm hồi sáng xuân. Nào đâu cái quần nai đen, nói ra sợ mất lòng em. Ván em hãy giữ nguyên quê mùa, như hôm em đi lễ chùa cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Những hôm em đi tỉnh về, hương đông gió nổi bay đi yên nhiều. Quý vị và các bạn, và âm nhạc cũng ghi dấu lại những cột mốc lịch sử biến đổi trong xã hội của chúng ta. Chân Quê, một bài hát được phổ từ thơ của nhà thơ Nguyễn Bính. Và lúc đó chúng ta thấy rằng từ cái nền văn hóa của mình tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây và ảnh hưởng rất là nhiều. Chúng ta cũng có những bài hát khác viết sau này như là Cô Thắm Về Làng chẳng hạn. Cùng thời với cái thời đó như bài Ông Đồ, để nói lên một cái sự biến chuyển của xã hội. Còn như ngày nay thì các bạn thấy chúng ta càng có nhiều mốt hơn nữa thì không thể nào là có việc Chân Quê mới là như thế nào. Nhưng mà các bạn sẽ thấy một bản Chân Quê hoàn toàn mới Anh Vũ sẽ trình diễn ngay sau đây, và các bạn sẽ làm cơ sở để sáng tạo tốt cùng. Thưa quý vị, Chân Quê Anh Vũ tiếp tục bắt đầu. Yeah.
đi đây, đi đây. Tiếp tục. Chúng ta đang đến với trò chơi dân gian ô ăn quan của chương trình Hội Ngộ Bất Ngờ. Tiếp tục ô A năm rất nhiều cờ. Sao nếu như mà nó mà dở là mình đi ô A ba rồi nó ăn liền nó. Nếu mà nó dở khoan cho từ để nếu mà nó dở là nó đội 8x 13 cờ và 2 quan. Và đội Nhí Nhảnh. Thưa quý vị và đội Nhí Nhảnh vì chưa quen lắm với trò chơi ô ăn quan cho nên cuối cùng các bạn hết sức là lúng túng và đạt được là 8 cờ. Chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta vừa kết thúc trò chơi ô ăn quan như vậy, đội 8X sẽ tiếp tục bước vào vòng thi đặc biệt. Còn bây giờ thì chúng ta đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày tốt nghiệp tại nhà máy. Đây là thời điểm những tài năng trẻ bước vào thế giới rộng lớn, bao la. Bạn sẽ làm gì trước tiên? Mình sẽ truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ là một bài thiên văn học hoành tráng chưa từng có. Thêm vào đó là những đoạn phim hấp dẫn về sao chổi và sao băng. Ừ, con bán. Mình sẽ du hành đến các vì sao qua những bộ phim khoa học diễn tưởng kỳ thú. Ừ, khả năng của chúng ta là vô tận. Nhắn tin cho mình nhé. Bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo. Đó là sự khác biệt giữa máy tính tốt và máy tính tuyệt vời. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi đặc biệt Ăn Khế Trả Vàng. Thưa quý vị, chúng tôi xin tổng kết số điểm của hai đội sau các vòng thi như sau. Đội 8X 126 điểm, tương đương với tiền thưởng 4.200.000 đồng. Và đội Nhí Nhảnh 84 điểm, tương đương với tiền thưởng 2.800.000 đồng. Thưa quý vị, và đội 8X sẽ có cơ hội thử sức với vòng thi Ăn Khế Trả Vàng. Các bạn sẽ chọn bất kỳ quả khế nào trên cây khế. Và trong quả khế vàng sẽ có giá trị từ 1 triệu đồng, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và cao nhất là 5 triệu. Nếu các bạn đáp đúng câu đố của vòng thi này, các bạn sẽ hưởng trọn số tiền trong quả khế vàng. Bây giờ, xin mời cử đại diện lên chọn khế. Thưa quý vị, và ngay sau đây, câu đố của vòng thi đặc biệt xin được nêu lên như sau. Khi trắng bạch lúc đen xì, khi vàng khi đỏ khi thì thấp cao, gặp cơn gió thổi ào ào kéo nhau trốn chạy, khác nào ngựa truy. Đố là gì? Khi trắng bạch lúc đen xì, khi vàng, khi đỏ, khi thì thấp cao, gặp cơn gió thổi ào ào kéo nhau trốn chạy, khác nào ngựa truy. Đố là gì? 60 giây cho các thành viên bắt đầu. Xin mời đáp án
Các bạn đã có đáp án trước thời hạn. À, câu trả lời của đội 8X đó là may. Khi trắng bạch lúc đen xì, khi vàng khi đỏ, khi thì thấp cao, gặp cơn gió thổi ào ào, kéo nhau trốn chạy khác nào ngựa truy. Đáp án may là đáp án chính xác. Chúc mừng và xin mời các thành viên, năm thành viên khám phá quả cây vàng xem tiền thưởng của mình là bao nhiêu. Chương trình này.